chào mọi người nhá. Hôm nay lại cho mọi người xem vịt bốn chân nhá. Vịt ba chân mọi người ạ. Đây là cái chân thứ ba của nó này. Vẫn đi lại bình thường nhá mọi người. Mọi người nhìn nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Vẫn đi thì bình thường nhá. Cái chân sau không đi nhá. Thấy chưa? Cái chân này bị tật với mọi người này. Đấy. Vẫn có móng vút đầy đủ nhá. Đấy. Này mọi người xem này, vẫn có bốn móng này. Đây nhá, nó dính liền luôn người đây này. Không đi được nhá. Mọi người thấy không? Nó chạy chúng ta bình thường luôn. Cái ngón đấy mà bù cho cái ngón thừa của nó này mà bù cho cái ngón này của mình thì đẹp đúng không mọi người? Mọi người thấy chưa? Nó vẫn đi lại bình thường đấy. Nó thừa một cái ngón chân ở đằng sau chỗ gần lỗ hậu môn của nó đấy. Cái ngón đấy mà cho mình vào cái ngón này có phải đẹp không? Mọi người thấy chưa? Tội nghiệp nó quá mọi người ạ. Đây là nó bị dị tật đấy. Cái loại ba chân này ngày nào ở xưởng ra cũng có mọi người nhá. Đấy. Đây là cái rốn của nó này. Cái lỗ đít của nó thành cái hậu môn thành cái chân luôn. Cái lỗ đít của nó thành cái chân luôn. Nhưng mà con này sớm muộn gì cũng chết. Không chết nay thì mai cũng chết thôi. Nhưng mà mình thấy thì mình quay cho mọi người thôi. Để mọi người xem các loại dị tật của vịt nha. Nó còn cái loại mỏ sâu này. Mỏ nó khuyết cái trên, mỏ trên nó khuyết mỏ dưới nhá. Đấy. Như thế đấy mọi người ạ. Còn đây, đây là cái loại mà bình thường này. Nó vừa uống nước xong, nó vừa tắm xong thì nó đang ướt này. Đấy, con này cũng là con hỏng mọi người. Đít nó đây này, như thế này này. Nó đóng phân đấy. Nó đóng phân chắc đét lại đấy. Mà giờ mà lôi ra là lôi ruột nó ra nên mà không lôi nhá. Còn đây nữa. Đây là cái loại bình thường, loại nhỏ này. Loại hàng loại này. Đây là cái loại hàng loại đấy mọi người. Mọi người thấy chưa? Đấy. Rất nhiều. Con kia đấy đang đứng tung tăng này, quay từ đằng sau cho mọi người xem ba chân này. Đấy, vẫn đi bình thường đấy chưa. Kia là cái xe điện đấy mọi người. Đấy, tên này thì yếu rồi, đuối rồi, ba chân đuối rồi. Chân kia cứ thăng lặng thế thôi. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây nữa này. Đây thì vịt loại nhá. Đây là loại hàng loại rất chi là nhiều luôn mọi người. Loại mà một khay này là bỏ tầm 80 con nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 khay, 58, gần 4.000 cái loại hàng loại này bỏ đi đấy các bạn. Bây giờ đang kêu người cho người ta đến lấy. Đây, đây là có nhiều loại nha, đây là cái loại ngan trắng mọi người này. Ngan trắng này. Ngan đen này, à vịt trắng này. Ngan đen này. Mai kia thì mình sẽ quay cho mọi người xem các loại ngan đen. Ngan đen với ngan trắng này này. Có hai loại. Ngan đen với ngan trắng này nhá. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt.
con đen và con trắng. Nếu mà con đen cũng có loại trắng tinh này như này này, mà con trắng cũng có loại hơi đen đen đầu, thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt nhá. Đấy, rất nhiều ngan vịt đây mọi người. Ta còn một loại ngan hoa nữa cơ, ngan Mỹ ấy, nó gọi là ngan Mỹ đấy. Thì mai kia mình quay cho mọi người xem nhá. Đấy, vịt rất chi là nhiều luôn. Đây mình có nói điêu mọi người đâu, cái chỗ nào cũng để đấy, tay nào cũng có. Đây, rất nhiều luôn mọi người, nhiều lắm. Mọi người thấy chưa? Mấy con này bây giờ đây, kia là cái loại mà nó khỏe nhưng mà nó nhỏ nhá, là loại ra nó đang chuẩn tèo nó ngắt ra đây. Mọi người xem có thấy gì không? Đây này, cái loại hàng loại này, loại khác màu này cũng không lấy này, đít này, mọi người nhìn này. Đấy. Đây, những cái loại này như thế này là bỏ hết nhá. Kêu người cho người ta lấy thôi chứ hoặc là bán rẻ cho người ta thôi. Đấy. Hôm nay mình quay cho mọi người xem thế nhá. Mọi người xem rồi tham khảo nhá, ai nuôi vịt ai muốn nuôi vịt nuôi gà thì cứ liên hệ với mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chào tạm biệt mọi người nhá. Chào tạm biệt mọi người nhá. Hôm nay mình quay cho mọi người xem thế thôi nhá. Gặp lại mọi người video tiếp theo.